Với cách tính cước mới này, hành khách của Samoa Air sẽ được yêu cầu tự khai báo số cân nặng của mình và sau đó từng người sẽ được đưa lên cân kiểm tra tại sân bay. Giá vé họ phải trả sẽ bằng số cân nặng nhân với giá cước cố định áp dụng cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Giá cước này có thể thay đổi tùy theo độ dài của hành trình. Theo bảng giá của hãng hàng không Samoa, hành khách và hành lý sẽ bị áp mức cước từ 1 đô la Mỹ 1 kg đối với các chặng bay ngắn nhất và tới khoảng 4,16 đô la Mỹ 1 kg đối với chặng bay dài nhất của hãng này tới lãnh thổ Đông Samoa, Mỹ. Tuy nhiên bù lại, những hành khách quá khổ sẽ được ngồi thoải mái hơn rất nhiều đối với khoang hạng XL. Lối đi giữa hàng ghế cũng sẽ được làm rộng ra để các hành khách quá khổ đi lại dễ dàng. Thật là khó khăn cho hành khách quá khổ khi phải nhồi nhét vào những chiếc ghế quá nhỏ. Chúng tôi không có máy bay lớn, nhưng chúng tôi muốn làm gì đó để khách hàng nhận thấy rằng chúng tôi thật sự quan tâm đến họ. Ông Lenton cho biết thêm, các hàng ghế sẽ được làm rộng thêm 30-35cm, ghế XL có độ rộng bằng 3 ghế thông thường trên máy bay cộng lại. Lúc đầu tôi thấy hơi điên rồ, vì tự nhiên mỗi lần lên máy bay lại phải đứng lên bàn cân, nhưng ngẫm lại mới thấy dịch vụ này rất thực tế và thiết thực. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Samoa là một trong những quốc gia có tỷ lệ bệnh béo phì cao nhất thế giới.